Hôm nay mình sẽ review cho các bạn một cái túi đất sét cam. Đất sét là màu cam này của mình với cái thuộc dạng chất đất rất là nhẹ, mềm, dẻo và xốp. Các bạn có thể là cán nó ra và để tạo thành những cái cánh hoa rất là đẹp. Chúng ta có thể nặn thành hình thành những cái chậu hoa rất là nhỏ nhắn, xinh xắn, và những cái màu cam này chúng ta có thể nặn theo các hình quả, ví dụ như quả cam, củ cà rốt rất là đẹp. Và sản phẩm này thì nó có rất là mềm và dẻo và mịn, nên sẽ không bị dính tay của chúng ta. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình, và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một cái túi đất sét màu vàng. Túi đất sét màu vàng này của mình sẽ có nhiều cái công dụng ở trong cái những cái trò chơi đất nặn của các con, đó là chúng ta có thể làm những cái nhụy hoa, làm những cánh hoa. Và màu vàng này của chúng ta có thể nặn được các đồ vật, ví dụ như là đĩnh vàng hay là một cái chú mèo thần tài ấy, thì cũng rất là xinh xắn. Và giá thành của sản phẩm thì cũng rất là rẻ, một gói như thế này cũng chỉ vào có chưa đầy 1.000 lẻ thôi. Có thể màu vàng này của chúng ta có thể pha trộn được với rất nhiều màu khác để tạo nên một cái sản phẩm thật là đẹp mắt và chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình, và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một cái túi đất sét màu hồng. Túi đất sét màu hồng này chúng ta có thể là pha trộn để làm hoa đất sét này, làm những cái đồ ăn mini đơn giản đấy, và những cái hình 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 tượng mà chúng ta để trưng bày ấy, rất là đẹp. Và sản phẩm đất sét này đây là đất sét tự khô, nên chúng ta có thể để ra ngoài nặn xong á, để ra ngoài không khí khoảng 30 phút là cái bề mặt ở bên ngoài đã được được cứng, nhưng mà không phải là cứng như là ấy đâu, mà nó sẽ cứng như là xốp xốp ấy, như cái xốp bề mặt ngoài nó vẫn cứng và bên trong vẫn mềm. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình, và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một cái túi đất sét màu hồng nhạt. Túi đất sét màu hồng nhạt này của mình sẽ giúp cho các bạn làm những cái đồ ăn mini á, và những cái chậu hoa con ấy, rất là xinh xắn và đẹp mắt. Và chúng ta có thể là nặn thành các hình công chúa, các hình ô tô, xe máy và những cái hình quạt, những cái đồ dùng học tập của chúng ta và các đồ dùng sinh hoạt hàng ngày bình thường ấy, thì chúng ta có thể dùng hay là nặn ra các bộ váy công chúa rất là đẹp mắt và dễ thương.
Chào mừng các bạn đến kênh.